Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tin tức quốc tế mới nhất, cập nhật diễn biến nóng về tình hình xung đột tại Trung Đông sau khi nhà lãnh đạo Syed Hassan Nasrallah thiệt mạng. Hezbollah đang phải đối mặt với thách thức to lớn trong việc ngăn chặn kẻ thù không đội trời chung Israel xâm nhập vào hàng ngũ của mình. Một nguồn tin quen thuộc của Israel chia sẻ với hãng tin Reuters rằng Israel đã dành 20 năm cho nỗ lực theo dõi Hezbollah và có thể tấn công ông Nasrallah bất kỳ khi nào họ muốn, kể cả tại trụ sở chính. Hai quan chức Israel cho biết Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và các bộ trưởng thân cận của ông cho phép thực hiện vụ tấn công trong khi ông Netanyahu đang ở New York để có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ông Nasrallah tránh xuất hiện công khai kể từ cuộc chiến năm 2006. Theo một nguồn tin quen thuộc với việc bảo vệ lãnh đạo, ông Nasrallah từ lâu vô cùng cảnh giác, hạn chế việc di chuyển và rất ít người được gặp. Nguồn tin cho biết vụ ám sát là kết quả của việc nhóm thân cận với ông Nasrallah bị người của Israel xâm nhập. Nhà lãnh đạo Hezbollah trở nên thận trọng hơn nhiều kể từ vụ nổ hàng loạt máy nhắn tin, một nguồn tin an ninh nắm được nội tình cho biết, vì lo sợ Israel ám sát, ông Nasrallah không dự đám tang các chỉ huy cấp cao Hezbollah và chỉ gửi bài phát biểu ghi hình để phát sóng vài ngày trước. Israel tuyên bố đã tấn công ông Nasrallah bằng cách thả bom xuống trụ sở ngầm của Hezbollah dưới tòa nhà dân cư phía nam thủ đô Beirut. Magnus Ranstorp, chuyên gia kỳ cựu về Hezbollah tại Đại học Quốc phòng Thụy Điển, cho rằng đây là một đòn giáng nặng nề và thất bại về tình báo đối với Hezbollah. Theo ông Randstop, Israel biết rằng ông Nasrallah đang họp với các chỉ huy khác và họ đã tấn công ông ấy. Trung tá Nadab Sosani, người phát ngôn quân đội Israel, trả lời báo chí rằng quân đội Israel nắm được thông tin thời gian thực về việc ông Nasrallah và các lãnh đạo đang họp nhưng không tiết lộ bằng cách nào Israel biết điều này. Chuẩn tướng Amichai Levin, chỉ huy căn cứ không quân Hazerim của Israel, thông tin với các phóng viên là hàng chục quả đạn đã bắn trúng mục tiêu trong vòng vài giây. Ông Levin cho biết chiến dịch này rất phức tạp và đã được lên kế hoạch từ lâu. Sau thông tin ông Nasrallah thiệt mạng, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên tiếng gọi việc ám sát ông Nasrallah là hành động công lý cho nhiều nạn nhân của nhân vật này, đồng thời khẳng định Mỹ hoàn toàn ủng hộ quyền tự vệ của Israel trước các nhóm được Iran hậu thuẫn. Trong khi đó, lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei cho biết tất cả các lực lượng kháng chiến ở Trung Đông đều sẽ hợp sức ủng hộ phong trào Hezbollah và Israel sẽ phải hối tiếc vì những động thái của họ ở Liban. Ông tuyên bố toàn bộ mặt trận kháng chiến trong khu vực đều đứng về phía Hezbollah và ủng hộ họ. Theo ông Khamenei, mặt trận kháng chiến sẽ quyết định tương lai của khu vực Trung Đông với Hezbollah đang ở tuyến đầu. Sau khi thủ lĩnh tối cao của nhóm Hassan Nasrallah bị hạ sát trong một cuộc ném bom vào một khu phức hợp ở Beirut, Liban giới chức Israel tuyên bố đã loại bỏ gần như tất cả các lãnh đạo quân sự của Hezbollah trong các cuộc không kích gần đây. Những người thiệt mạng là các chỉ huy đơn vị từ sư đoàn tên lửa đến lực lượng Radwan tinh nhuệ. Trong một thông báo mới đây, Bộ Ngoại giao Israel đã công bố sơ đồ các quan chức chỉ huy quân sự của Hezbollah. Tất cả 18 thành viên cao cấp, bao gồm ông Nasrallah và những người đứng đầu một số đơn vị, được cho là đã thiệt mạng. Sau đó, đơn vị phòng vệ Israel IDF liệt kê 11 thành viên cấp cao của Hezbollah 10 người trong số đó cũng được mô tả là đã bị loại bỏ. Theo danh sách, chỉ có Abu Ali Rida, chỉ huy của đơn vị Bader, là còn sống sót cho đến nay. Danh sách của IDF phần lớn trùng với danh sách của Bộ Ngoại giao, nhưng bao gồm thêm hai cái tên Ibrahim Muhammad Kabisi, chỉ huy lực lượng tên lửa và rocket của Hezbollah, và Hussein Stroh, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Không quân. Cả hai đều được cho là đã thiệt mạng Câu hỏi được đặt ra là Hezbollah sẽ ra sao sau thảm kịch hàng loạt lãnh đạo bị ám sát và ai sẽ là người kế nhiệm ông Nasrallah. Hezbollah nhiều lần chứng minh khả năng thay thế chỉ huy một cách nhanh chóng của mình. Một nhà ngoại giao châu Âu nhận xét về cách thức tổ chức của Hezbollah rằng một người thiệt mạng, họ sẽ có một người mới. Hội đồng Sura gồm 7 đến 8 thành viên của Hezbollah dự kiến sẽ họp để quyết định ai sẽ lãnh đạo đảng này. Hassem Safieddin, người đứng đầu hội đồng điều hành của Hezbollah và cũng là anh em họ của Nasrallah, được cho là một trong những lựa chọn cho vị trí tổng thư ký mới của nhóm với tư cách là người đứng đầu hội đồng điều hành ông safi giám sát các vấn đề chính trị của hezbollah ông cũng tham gia hội đồng jihad nơi quản lý các hoạt động quân sự của nhóm mặc dù hezbollah đã bị ảnh hưởng nặng nề trong thời gian ngắn các nhà phân tích cho rằng nhóm này khó có thể bị ảnh hưởng nặng nề trong dài hạn vì ông nasrallah sẽ được thay thế bằng một thủ lĩnh khác và nhóm này vẫn duy trì được kho vũ khí cùng sức mạnh quân sự khổng lồ của mình Mohammad Marani, giáo sư tại Đại học Tehran, đánh giá Beirut được coi là điểm yếu nhất của Hezbollah vì đây cũng là nơi có các đại sứ quán phương Tây và những người có liên hệ với các cơ quan tình báo phương Tây. Tuy nhiên theo ông, nhìn chung Israel không có khả năng đánh bại Hezbollah về mặt quân sự. Các nhà phân tích cho biết, nhóm này hiện phải đối mặt với những lựa chọn chiến lược trong bối cảnh thiếu hụt lãnh đạo tạm thời, thay vì phải chịu đòn giáng mạnh vào sự tồn tại của mình. Ieyiz Sajik, thành viên cấp cao tại chương trình Trung Đông của Carnegie, cho biết Hezbollah sẽ không biến mất. Ông thông tin thêm rằng họ sẽ kiên nhẫn ngay cả khi Iran không vào cuộc để bảo vệ họ ngay bây giờ. Tuy nhiên các chuyên gia tin rằng Hezbollah đã phạm phải những sai lầm khác khiến họ suy yếu. Sultan Barakat, giáo sư cấp cao về chính sách công tại Đại học Hamad bin Khalifa cho biết sai lầm lớn nhất mà Hezbollah đã mắc phải là để người Iran sử dụng họ quá nhiều như một lực lượng ủy nhiệm. Hezbollah đã rất hiệu quả khi họ chiến đấu để giải phóng đất nước Liban vì chính người dân của họ Giáo sư Barakat chia sẻ thêm, tuy nhiên trong năm qua Iran đã không trao cho họ nhiều quyền tự quyết về cách sử dụng vũ khí mà họ được trao, trong khi nhóm này đã tính toán sai mức độ bảo vệ mà lực lượng Israel sẵn sàng gây ra, không chỉ đối với người dân Gaza mà còn đối với cả người dân Liban. Ngay sau khi xác nhận thủ lĩnh Sayyed Hassan Nasrallah thiệt mạng, phong trào hồi giáo Hezbollah đã phóng nhiều tên lửa vào các vị trí của Israel ở biên giới phía bắc, đồng thời tuyên bố sẽ đẩy mạnh cuộc chiến với Israel. Về phía Israel, quân đội Israel tuyên bố đang trong tình trạng báo động cao và sẵn sàng trước các khả năng xung đột lan rộng. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa cho biết, việc tiêu diệt thủ lĩnh của phong trào Hezbollah là thời điểm có tính bước ngoặt và là điều kiện cần thiết để giúp Israel đạt được các mục tiêu đề ra, trong đó có việc đưa các công dân Israel phải sơ tán được quay trở lại nhà. Việc loại bỏ Nasrallah là điều kiện cần thiết để đạt được các mục tiêu mà chúng tôi đã đặt ra, trong đó có việc đưa người dân miền Bắc trở về nhà an toàn và thay đổi cán cân quyền lực trong khu vực nhiều năm qua. Nếu Nasrallah còn sống, ông ta sẽ nhanh chóng xây dựng lại các năng lực mà chúng ta đã lấy từ Hezbollah. Việc loại bỏ ông ta thúc đẩy sự trở về nhà của người dân miền Bắc và giúp các con tin của chúng ta ở miền Nam trở về. Diễn biến mới này đã khiến cộng đồng quốc tế không khỏi lo ngại sẽ làm leo thang hơn nữa xung đột tại Trung Đông. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc, Antonio Guterres, ông Stephen Duzaik cho biết, Tổng thư ký Liên hợp quốc bày tỏ hết sức quan ngại trước sự leo thang kịch tính của diễn biến tình hình tại Liban trong một ngày qua. Theo người phát ngôn Stephen Duzaric, vòng xoáy bạo lực phải chấm dứt ngay và tất cả các bên cần phải lùi bước trước bờ vực thảm họa. Người dân Liban, người dân Israel cũng như toàn bộ khu vực không thể chịu đựng được một cuộc chiến toàn diện. Chúng tôi đang theo dõi những diễn biến diễn ra ở Liban với sự lo ngại lớn, sự leo thang mạnh mẽ của các hành động thù địch trên đường xanh với các cuộc không kích ở Liban cũng như ở miền Bắc Israel vẫn đang tiếp diễn. Những hành động này gây nguy hiểm cho cả người dân Liban và Israel cũng như đe dọa đến an ninh và ổn định của khu vực, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt bạo lực, khôi phục sự ổn định và tránh đau khổ nhân đạo, thậm chí còn lớn hơn trong khu vực. Chúng tôi một lần nữa kêu gọi hạ nhiệt ngay lập tức và các bên khẩn trương quay trở lại lệnh ngừng bắn, thực hiện đầy đủ nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an. Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định, việc đạt được một lệnh ngừng bắn toàn diện ở Trung Đông không nên bị trì hoãn. Bộ Ngoại giao Nga trong một tuyên bố cũng lên án mạnh mẽ việc Israel tiêu diệt thủ lĩnh Hezbollah, Nasrallah, gọi đây là một vụ ám sát chính trị khác. Theo Bộ Ngoại giao Nga, hành động này tiềm ẩn những hậu quả nghiêm trọng hơn đối với Liban và toàn bộ Trung Đông. Nhiều nước trong khu vực như Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Ai Cập cũng bày tỏ quan ngại về những diễn biến gần đây tại Liban và kêu gọi chấm dứt xung đột. Trong một tuyên bố mới nhất sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Liban Nayib Mikati, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi nhấn mạnh Ai Cập ủng hộ lệnh ngừng bắn toàn diện ngay lập tức và vĩnh viễn tại Liban và giải Gaza. Ông NCC khẳng định Ai Cập tin rằng cộng đồng quốc tế phải gánh vác trách nhiệm của mình trong việc ngăn chặn hành động xâm lược của Israel đối với các vùng lãnh thổ Palestine và Liban. Theo ông, sự im lặng của cộng đồng quốc tế sẽ đẩy Trung Đông vào tình trạng leo thang nguy hiểm, đe dọa đến hòa bình và ổn định khu vực và quốc tế. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.